Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm món sữa chua đá xay xoài. Thì nguyên liệu chúng ta sẽ có là sữa tươi, sữa đặc, bột mix, sữa chua bột, mứt xoài, đá và kem tươi. Sữa tươi 30 ml. Sữa đặc 30. Sữa đặc. Bột mix 20g. 20g thì mọi người sẽ dùng 2 muỗng ngang nhé mọi người nhá. 2 muỗng ngang này. Và 20. Tiếp theo. Sữa chua bột 20g. Rồi, mứt xoài 20ml. 20 thì mình đang chú ý nào, tập trung. 20 thì mọi người chỉ cho 15 thôi. Cho 15 thôi. Còn để 5ml thì tí nữa mình dùng sau. Nha. 5ml. Đá 240g. Lúc phải xay 15 đúng không? Còn 5ml còn lại cho vào cốc nha. Sau đó lăn cắt thành cốc nha. Xong thì sữa chua xoài nha. Cô thử trước đi cô.